đường ta từng qua có đắng cay ngọt bùi có nụ cười nước mắt một nguyện ước nhỏ nhoi ngày ngày thanh thản sống chẳng đua theo số đông cuộc đời ta giờ không không áo cơm gạo tiền không muôn phiền lo nghi hận thù giữ làm chi vầng hào quang chỉ lối để tình người lên ngôi cầu mong ngày sau những điều hay lan tỏa để chuyện về nhân quả dễ thành thơi đức yêu thương sáng ngời đến muôn nhà hãy luôn tươi cười tâm đẹp tựa rừng hoa dạ em xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với video mới nhất của em cập nhật thông tin về sư thầy minh tuệ Lời nói đầu tiên thì em xin kính chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em có được thân tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe tràn đầy yêu thương và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã yêu quý mến và quay trở lại xem kênh cuộc du hành trong cuộc sống ở cõi ta bà này. Thưa quý ông bà và anh chị em tiếp tục quay trở lại chia sẻ một số thông tin có liên quan đến sư thầy Minh Tuệ. Thì chắc có lẽ hiện nay sư Minh Tuệ vẫn đi khắc thực bình thường trong buổi sáng ngày hôm nay mặc dù thì em có liên lạc về một số anh em người dân địa phương ở đó thì người bảo là hôm nay sư không có đi khắc thực qua cái chỗ của anh ấy và chắc có lẽ là sư đi khắc thực ở cái hướng khác phía bên kia thì em biết sao thì em nói vậy thì cái thông tin là đối với sư hiện nay thì không có hình ảnh Mặc dù là ngày hôm qua có xuất hiện một cái hình ảnh đây Hình ảnh đây được cho là hình ảnh mới nhất của sư Ngồi dưới một tấp liều ở dưới bìa rừng Và có được che tấm bạc Thì theo như video trước em có chia sẻ với quý ông bà và chị em Là sư đang ở dưới bìa rừng Sư thu tập rất là ổn định Và cái tấm bạc này, cái láng này thì cũng được là thầy năm Cùng với các đệ tử của thầy năm À, đã hỗ trợ làm cho sư thì cái thông tin đó là những người dân ở đó người ta chia sẻ lại à, chứ còn em thì em không có đến đó em không có chứng kiến thì có sao thì em nói lại vậy em chia sẻ lại tất cả quý ông bà và anh chị em. À, cho nên là em cũng rất là mong quý ông bà và anh chị em xem vào xem video của em thì nên hãy xem hết video để xem để biết được là cái thông tin em chia sẻ những gì trong nội dung video ngày hôm nay gửi đến tất cả quý ông bà và anh chị em chứ đừng có vào xem qua loa tua tới tua lui rồi là nói em chia sẻ À, như thế này là không đúng chia, chia sẻ kia là không thật thì quan cho em lắm. Mọi người hãy à, dành ít phút ra à, coi như là vào xem kênh của em ủng hộ cho em. Thì mình coi hết video để mà biết được là em chia sẻ à, em muốn gỡ đến à, thông tin gì về sư thầy Minh Tuệ đến tất cả quý ông bà và anh chị em. À, chứ đừng vội vàng bình luận comment. Những cái bình luận comment tiêu cực thì em thấy nó không có được hay không được tốt. À, với lại nữa thì à, chúng ta là những người yêu quý uh, mến sư thầy Minh Tuệ thì chúng ta cũng ít ra thì không học được 10 văn thì chúng ta cũng học được một phần là buông xả và tập cái tính là khoan hỷ à, thì em cũng mong là như vậy đối với tâm hình này thì được cho là được chụp mới nhất và trong một buổi chiều mưa sư Minh Tuệ đang ngồi dưới uh, cái gọi là tạm thời gọi là cái cốc đi mà đối với chúng ta thì hay thường gọi là cái láng hoặc là cái trại thì à, em thấy là sư vẫn là ung dung tự tại vẫn à, sức khỏe vẫn tốt vẫn à, thoải mái ngồi nhìn mưa rơi thì đó cũng là một cái gì đó khiến cho em nhìn vào cái hình ảnh em cảm thấy là thật sự có năng lượng hạnh phúc vô cùng và thấy được cái sự lan tỏa về cái sự an nhiên tự tại của sư thầy minh tuệ và sư cũng đã buông bỏ hết đi những khổ đau phiền muộn những cái sân hận những cái gì mà đã xảy ra với sư trước đây trước đây khi mà như quý ông bà và anh chị em biết thì như trước đây sư đã từng đi khất thực từ nam ra bắc và từ bắc ngược lại vào nam thì trong những lần chiến du hành đó những lần đi bộ hành đó thì sư cũng đã gặp không ít nhiều chuyện vui có buồn có đau có và nói chung là đã trải qua rất là nhiều chuyện à, nào là bị đánh nào là bị gọi là mắng chửi nào là bị đùa cợt nào là hạnh phúc khi mà được người ta cúng dường nào là được uh, người ta giúp đỡ rồi uh, nói chung là sư đã uh, đón nhận cảm thọ được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này và không ai hết sư là người đã ném trải và sư cũng đã biết được cái nào cần buông bỏ cái nào cần buông xả và cái nào chúng ta cần học tập tiếp tục phát huy nó và cái nào chúng ta đón nhận tất cả mọi thứ à, buồn vui khổ đau đều có hết thì trong ngày hôm nay sư ngồi dưới cái láng và nhìn mưa rơi thì em thấy là hồn nhiên thản nhiên tự do tự tại giữa sư và quyện vào thiên nhiên À, em thấy một cái không gian, một cái hình ảnh nó 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 hòa quyện lại với nhau, thật sự đó cũng là một cái làm cho chúng ta cảm giác thấy là yên bình theo như những gì mà sư đã lan tỏa. Không biết là quý ông bà và anh chị em có nhận được cái năng lượng đó hay không? Và theo như thông tin ngày hôm nay ngày 2 tháng 8 thì có một số quý bà con Phật tử rất là yêu quý Bác Sư Minh Tuệ Khi mà nghe cái thông tin là Sư Minh Tuệ về lại Gia Lai Thì tất cả mọi người lại đã kéo về nhà của bố mẹ của Sư Thầy Minh Tuệ Để mà tham quan mục đích là để là tìm và coi thử là có thật sự Sư Minh Tuệ về lại đó hay không đây là hình ảnh bà con Phật tử sáng ngày hôm nay ngày 2 tháng 8 đã kéo về Gia Lai để mà thăm nhà của bố mẹ uh, của Sư Minh Tuệ. Thì uh, theo như em nghĩ, uh, thật sự không biết ai uh, phao cái tin đồn là Sư Minh Tuệ uh, nói là Sư Minh Tuệ về lại Gia Lai. Nhưng mà thật sự thì uh, cũng chưa chắc là Sư Minh Tuệ đã về lại Gia Lai. Và quay trở lại chia sẻ về hình ảnh được uh, cái thông tin cho là đối với... Uh, Sư Minh Tuệ đã về lại Gia Lai hay là ở Nha Trang. Thì em cũng xin nói rõ cũng như là nói chung là 100% thì em chưa chắc nhưng mà 99% thì hiện nay đối với Sư Minh Tuệ là vẫn còn đang ở Nha Trang nha quý ông bà và anh chị em. Còn đối với cái tấm hình này thì một số người thì lại cho rằng là Sư Minh Tuệ chụp đây lâu rồi chứ không phải mới đây và đối với mọi người thì kêu là cho là sư Minh Tuệ sẽ về lại nhà anh Tuấn thì chắc chắn là theo như một số anh em cũng đã chia sẻ thì em uh, có một số bình luận thì kêu là chắc chắn sư Minh Tuệ sẽ không có về lại uh, nhà của anh Tuấn thì được cho là đây là khu viên nhà anh Tuấn chứ không phải trong công ty bởi vì trong thời gian vừa qua đối với uh, nhà của anh Tuấn đã làm lại cái cổng thì mọi người đồng đoán là sư Minh Tuệ sẽ về lại gia lai về lại ở nhà anh Tuấn à, thì đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có thông tin gì chính thức và cũng chưa có ai xác nhận trừ khi nào là anh Tuấn hay là anh Thìn hoặc là người nhà của sư Minh Tuệ lên tiếng thì chúng ta mới tin đó là sự thật chứ còn hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì xác thực nha quý ông bà và anh chị em và cái điều này thì em cũng đã chia sẻ với quý ông bà và anh chị em cũng khá là nhiều là nếu như thật sự em nói là nếu như thật sự mà sư Minh Tuệ có về lại gia lai thì thật sự quý ông bà và anh chị em Phật tử kia có yêu quý mến sư Minh Tuệ thì chúng ta nên đảnh lễ từ xa chờ cho đến khi nào mà mọi chuyện nó, nó bình yên nó không có còn kéo về đông đúc mà theo một cách thái quá đấu với sư minh tuệ khiến cho sư minh tuệ gặp rất nhiều rắc rối thì lúc đó chúng ta có thể là từ từ rồi sẽ có cơ hội gặp sư minh tuệ chứ không nhất thiết khi mà biết sư minh tuệ ở đâu lại mọi người lại kéo về đông đến như vậy rồi sẽ gây ùn tắc rồi gọi như là mất trật tự đó thì em cũng khuyên à, nghe đâu là một số anh em ở đâu trên gia lai là phao tin là dọn cửa dọn nhà cửa rồi làm lại cổng rồi này thế kia để mà đón sư minh tuệ về theo như em nghĩ thì một quý ông bà và anh chị em cứ bình tĩnh rồi hãy từ từ kiểm chứng cái thông tin đó cho nó chính xác chứ đừng có vội vã rồi cắt công về đó lại thì không có gặp được và ngày hôm qua thì em cũng có xem một đoạn video clip đối với một cô phật tử gặp trực tiếp đối với anh thiên và cũng rất là yêu quý mến sư minh tuệ cũng như là yêu quý mến anh thìn thì cô này cho rằng là cô rất là mừng cũng như là cô à, thấy được là anh thìn nói là à, không có nên đóng cái cốc lại để cho bà con quý phật tử ai muốn đến thì đến thì à, đó cũng là cái nguyện vọng hay là cái đó gì là cái quyền tự do của ảnh thì à, chúng ta cũng nên tôn trọng nhưng mà hiện nay thì à, theo như em được biết thì sư minh tuệ vẫn còn đang ở nha trang và vẫn chưa có rời nha trang nha quý ông bà và anh chị em à, cho nên là mọi người đừng có nghe những cái thông tin à, chưa chính xác lắm rồi à, lại ùn ùn kéo về gia lai kéo về nhà bố mẹ sư minh tuệ như trước đây nữa thì em thấy là nó không tốt cũng như là không nên và cũng như là kéo về đến cóc nhiều quá thì cũng sẽ à, chắc chắn sư sẽ không về đó và theo như em nghĩ thì chắc chắn lần này thì đối với sư sẽ, nếu như mà có rời Nha Trang đi tới một cái nơi mới để tụ tập thì chắc chắn sẽ tới một cái nơi mới chứ không về lại cái cốc, cũng sẽ không về nhà và nếu như mọi người thì theo cái tin đồn kêu là về nhà của anh Tuấn thì chắc chắn cũng sẽ không. Theo như cái đoạn phóng sự mà sư chia sẻ ấp ấp mở mở thì sư nói là nơi đó cũng sẽ cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ cho sư sẽ đi bộ hành khắc thực và cũng sẽ hỗ trợ cho sư giữ gìn trật tự cho sư và sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể cho sư nhưng mà à, chưa biết là cái chỗ nào à, chỉ nói mất má vậy thôi thì à, theo như em nghĩ như vậy thì chắc chắn có lẽ trong thời gian sắp tới là sư sẽ di chuyển qua chỗ mới nhưng mà chưa biết chỗ nào và em cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng du hành với bước chân của sư thầy minh tuệ cho dù là sư ở đâu thì em vẫn luôn uh, theo dõi từ xa và đánh lễ sư mỗi ngày và cũng sẽ học tập với những gì mà sư đã giảng dạy cũng như là sư đã truyền tải và sư đã lan tỏa thì em cũng sẽ mong muốn quý ông bà và anh chị em cũng giống như là em chúng ta nên đánh lễ từ xa và đó cũng là cái nội dung mà em mong muốn thì đây cũng là một số thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay mà em muốn cập nhật chia sẻ đến tất cả quý ông bà và anh chị em à, không biết quý ông bà và anh chị em à, có cảm nghĩ hay là có ý kiến gì thì đừng quên để lại lời bình luận dưới video này cho em bởi vì à, có sự bình luận góp ý phê bình của tất cả quý ông bà và anh chị em cũng như là quý cô bác càng xa thì à, video của em à, sẽ có được cái sự tương tác tốt hơn sẽ được à, gọi là lan tì sẽ được lan truyền rộng rãi hơn thì đó cũng là cái điều mà em cũng mong muốn quý ông bà và anh chị em ủng hộ cho em em cũng xin cảm ơn và kính chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em có được thăng tâm an lạc thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe tràn đầy tình yêu thương và mọi điều được tốt đẹp em sẽ tiếp tục cập nhật có cái thông tin gì mới về sư thầy minh tuệ thì em cũng sẽ chia sẻ liền cho tất cả quý ông bà và anh chị em còn bây giờ thì em xin cảm ơn và xin chào